Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì em muốn review cho các bác một chiếc xe tập lái. Một chiếc xe tập lái giá vô cùng rẻ, biển số Hà Nội nhá, 29X8679. Một chiếc xe gia đình không có taxi dịch vụ, không khoan đục. Vâng, xe rất là đẹp luôn và đảm bảo cam kết cho các bác không có ngập nước. Đấy, xe thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô, đấy, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và những bác nào mà thích chiếc xe này, dòng xe Matiz bền lành, nhỏ gọn với động cơ 0.8, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 4 lít rưỡi trên 100 cây thì không bỏ qua chiếc xe này được. Một chiếc xe có la răng đúc thể thao, ấy, lốp dày Michelin, nội thất tươi mới, điều hòa mát lạnh và đặc biệt là có màn hình đa chức năng giải trí. Giá lóc đuôi vây đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ nhô 50 thôi, nhưng các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, xe rất là đẹp và rẻ nhá. Vâng, cái này... cửa đóng không khít vì tại em đóng chưa kín. Đấy các bác nhìn này, rất là chất luôn. Và nghe ngay từ cái tiếng đóng cửa các bác đã biết là xe nó như thế nào rồi. Xe thì nói chung là form dáng này, tôn vỏ, sơn si thì căng. Với cái tầm tiền này thì cũng chỉ ngang một chiếc xe tay ga thôi. Nhưng mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe 4 bánh đi mùa đông này quá tuyệt vời. Cũng thời tiết này thì nó đang rét mướt nha các bác nhá. Thì các bác cứ dùng những cái xe như thế này, các bác đi thì vừa ấm cho gia đình mà cũng an toàn, tiện lợi và đi chở được đông người. Đấy, chở được đến 5 người luôn các bác nhé. Vâng, dòng xe Deo Matiz là một dòng xe rất là bền và lành. Thương hiệu đến từ một hãng xe nổi tiếng Hàn Quốc, Deo. Mà đây là một chiếc xe Matiz bản SE. Con này thì lăn bánh thì cũng khá là nhiều rồi. Thế nhưng mà đăng kiểm thì còn dài. Con này thì giờ đăng kiểm 6 tháng thôi và đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Đấy, các bác nhìn quanh xe thì các bác có thể đánh giá được ngay về chất của xe rồi. Còn đâu là tí nữa em với các bác đã cùng đi chi tiết về nội thất bên trong xe. Bên em thì kinh doanh tất cả các dòng xe nhá, từ 10 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng. Đủ các mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, đấy, chủng loại xe luôn. Thế nên là bác nào mà muốn sử dụng cái dòng xe nào, yêu thích chiếc xe nào thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Màu xe sơn xanh rất là đẹp và sơn tươi mới hết cho các bác nhá. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Xe cực cứng luôn. Các bác chỉ nhìn này, đầu tiên các bác nhìn phần cản chưới của em. Chiếc xe này thì có hai quả bi, mắt bi nhá, mắt bi gầm sáng láng luôn, rất là đẹp. Mắt bi này thì cũng giá trị cũng ít tiền thôi, cũng không phải là nhiều tiền lắm. Thế nhưng mà về xe thì các bác để ý là rất ít chiếc xe có những cái mắt bi như thế này. Thế còn phần đèn thì xe sử dụng đèn halogen và màu đèn thì là đèn mới hết nha các bác nhá. Không phải là đâm đụng người ta thay đâu, mà nó đã cũ theo thời gian rồi. Và chủ cũ thì người ta thay thế để làm sao cho nó xe nó đẹp. Đằng nào cũng mất công dọn dẹp để đi. Thế này là bác ấy cũng độ tâm huyết. Tuy nhiên là tầm này bác ấy làm ăn, bác ấy có tiền. Vì là biển phát, lộc phát thần tài này các bác ơi. Thì là bác ấy đã mua ngay một chiếc xe mới. Vâng, bác ấy đã lên đời cho một chiếc xe mới nhiều tiền hơn. Thế là bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô. Và bác ấy bảo là nhất quyết là bán cho em thôi. Vì là anh cũng đã độ nhiều rồi. Thì bây giờ là bán cho chú để chú cho mọi người xem với mẫu xe đẹp. Thế còn đây các bác nhìn la răng đúc này. Đấy, la răng đúc 5 chấu này, thể thao kép nhá. Phanh đĩa này. Đấy, lốp Michelin. Đây, cái dòng này thì nói thật các bác có mà đi xà xã cũng được. Thoải mái, nó cũng không hỏng lốp đâu. Thì các bác chỉ cần nhìn này là các bác hiểu rồi ạ. Cua lốp đẹp này. Các bác nhìn cua lốp này, sạch sẽ, lòng dè sạch sẽ luôn này, không có lỗi lầm nhá, không bục nhỉ. Thế còn đăng kiểm thì chiếc xe này đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022, một chiếc xe tập lái. Thực tế là với cái tầm này thì các bác mua xe này, các bác về các bác đi tập lái chán chê xong rồi các bác bán đi cũng thoải mái ạ. Vâng, vì giá nó rất rẻ chứ nó không hề đắt một chút nào. Gương chỉnh cơ. Đấy, có vẻ mưa Matiz nhá các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, cửa này đóng chắc chắn luôn. Và các bác nhìn keo chỉ cửa đấy còn nguyên, keo chỉ còn nguyên luôn này. Còn nguyên keo chỉ nhá, tapi sạch sẽ, kính điện đầy đủ đấy. Em sẽ kiểm tra cùng các bác kiểm tra về kính điện của chiếc xe này xem là nó hoạt động như nào. Đấy, lên xuống bình thường này. Đấy, gương chỉnh cơ này. Đấy, gương chiếu hậu chỉnh cơ, cho các bác thêm một cái gương cầu lồi để các bác quan sát dễ dàng hơn về chiếc xe này. Thế còn tablo trong thì các bác nhìn nhá, xe rất là đẹp và xe này thì không có taxi dịch vụ cho nên là tablo nó rất là sạch luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy, đặc biệt là lắp thêm cái màn hình đa chức năng có nhạc nhẽo giải trí bình thường cho các bác này. Về các bác đi thì nghe nhạc cho nó sướng cuộc đời. Cái này thì các bác chỉ cần cắm cổng USB vào đây nhá là ok luôn.
Đấy, đấy, nội thất bên trong xe thì trần nỉ sạch sẽ này, đã dọn dẹp thêm. Cái này thì hôm trước về nó hơi bẩn một chút nhưng mà em đã dọn dẹp thêm cho rồi. Đấy, thế còn bản lề này sơn xanh đẹp luôn. Đấy, bên em Bugi Auto thì chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ, xe cổ giá rẻ vừa ngon. À, bác nào mà quan tâm thì cứ đăng ký kênh. Đấy, về xe nào bán xe đấy cho các bác luôn. Đấy, giá tiền thì vô cùng ngon, đều và yêu thương. Và những cái dòng xe này thì nói thật các bác là chi phí vận chuyển thì các bác sẽ tự lo nhá. Em nói trước không lại đến lúc mà lại bảo là ô có cả vận chuyển nữa thì chết dở. Vì cái này thì bọn em bán cũng chả đáng là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái tiền vận chuyển ví dụ tỉnh xa đó thì nó hơi xa một chút thì cũng rất là khó. Vì là ví dụ như vận chuyển vào trong đến Sài Gòn thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 5 triệu rưỡi 6 triệu rồi. Đấy, tùy theo xe, xe bé thì ít mà xe to thì nhiều. Đấy, các bác nhìn xung quanh xe đó, tôn vỏ cứng, xe thì nói chung là cũng tương đối theo thời gian. Đấy, so với những cái mẫu xe 2005 thì đấy là một chiếc xe cứng luôn. Lốp Michelin này, đấy, lốp dày nhá các bác nhá. Lốp dày khự, vẫn còn dày. Đấy, lốp dày, la răng đúc thể thao, vành la răng 13 inch, lốp 16565 ạ. Vâng. Đấy, còn cửa này, đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn cả này. Đằng sau thì có chạm một chút thôi nhá các bác nhá. Nói chung là có va chạm và cũng đã thay thế chỉnh sửa rồi, ok rồi. Đấy, và các bác cứ đi thôi, không phải làm gì. Đèn đóm thì đầy đủ, các cái chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, em sẽ mở cái cửa sau cho các bác xem. Đây, cửa sau mở đây này. Đấy, cửa sau mở rất nhẹ nhàng thôi các bác ạ. Đấy, mở rất nhẹ nhàng và êm. Đấy, tất cả các cái chi tiết của xe thì vẫn còn cứng, tươi. Đấy, các bác nhìn này, vẫn còn cứng à. Và đặc biệt là vẫn còn cái tấm này nhá, tấm để mũ nón này. Chứ còn nhiều xe thì cũng chả có cái gì đâu. Đấy, cánh sau này, và bên này các bác để ý bên này. Đấy, tapi này đẹp sạch sẽ, kính quay tay, bản lề này. Đấy, theo năm tháng đấy nhưng mà xe vẫn còn tươi mới và cứng luôn. Thật sự là với những cái dòng xe giá rẻ thì dòng Matiz là một dòng xe rất là lành và bền. Đấy, giá tiền vừa ngon mà lại lành luôn các bác ạ. Đi lại các bác rất là yên tâm. Đấy, tapi này, kính điện này, lên xuống hết nhá. Tất cả các chức năng của xe đều là hoạt động bình thường và làm việc bình thường. Đấy, công tơ mét thì là 5 bánh 22 vạn ạ. Công tơ mét 22 vạn là các chức năng ví dụ gạt mưa, gạt kính này cũng đầy đủ luôn. Đấy, tốc độ gạt cũng có hết này. Mưa rất là sạch sẽ nhá. Điều hòa này, mát lạnh luôn. Máy số gầm bệ ngon. Đấy, đề nổ chiếc xe cho các bác nghe này. Đấy, con này thì nó không có vòng tua động cơ đâu. Thế nhưng mà đấy, nghe tiếng máy là các bác biết rồi, rất là êm. Tay cần số thì nhìn thấy số má rõ ràng, không hề có khó nhìn. Đấy, rất rõ ràng luôn, số lùi bên trái bên phải. Đấy, tay phanh này, an toàn. Đấy, xe máy rất là êm luôn. Con này thì sử dụng động cơ 0.8 các bác ạ. Dòng xe rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, và đặc biệt dành cho những người tập lái đó. Các bác mua những cái dòng xe này đi nó vừa lành vừa êm mà nó lại tiết kiệm. Đấy, động cơ Emtec nha các bác nhá. Động cơ Emtec máy 0.8 rất là ngon. Đấy, máy ở khô, không có dầu mỡ, chạy rất là êm. Đấy, bên này đây này, sườn này các bác nhìn này, sườn này không có lỗi lầm, tai đèn đẹp. Đấy, chủ người ta độ rất là tâm huyết luôn. Bác ấy thay thế đồ gà các thứ chỉnh sửa hết rồi, về các bác chỉ có việc đi thôi. Xe rất là đẹp, cứng xe luôn nhá, cứng xe luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, từ các cái phần lỗ này, lỗ tròn này, từ các cái phần gờ đây rất là luột luôn. Đấy, ắc quy nước làm mát xanh lét lẹt luôn này. Tất cả các cái chi tiết của xe thì rất là mới. Vâng, đấy, một chiếc xe để bán cho các bác thì nó phải đẹp như thế này, và về các bác chỉ có việc đi thôi. Với những ai mà quan tâm đến cái dòng xe giá rẻ ấy, xe cỏ đấy, thì cứ gặp em. Bên em thì xe rất là nhiều. Đấy, đủ các cái dòng xe và đủ các cái phân khúc đấy, kiểu dáng đấy, màu sơn thì đồng sơn hết rồi. Và các bác cứ đi thôi, và đi gia đình 5 người ngồi thì cũng rất là tiện. Đặc biệt là các bác nào mà ở vùng núi sâu xa đấy, các bác có thể đi thì các bác bỏ ra số tiền ít nhưng mà các bác vẫn đi ok. Con này leo núi leo đồi thoải mái nhá. Gầm thì sao? Các bác xem gầm. Vâng, quan trọng nhất là phần gầm. Đấy, gầm nó vẫn còn tươi luôn này.
gầm tươi không lỗi lầm nhá, gầm đẹp luôn. Đấy, các bác cứ nhìn gầm nhá, và gầm sạch sẽ và không có lỗi lầm đấy. Bây giờ thì em sẽ nhờ em Tolandei Auto sẽ đi chiếc xe này đi một vòng để cho các bác cùng nhìn xem là vận hành như thế nào. Đấy, xe cứng xe luôn. Nói chung là các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Máy êm số ngọt đấy, điều hòa mát lạnh. Đấy. Đấy, xe chạy bình thường hết. À, không có lỗi lầm gì cả. Rất là cứng. Bên em thì có rất nhiều các dòng xe đấy các bác nhá. Đây các bác nhìn này, rất nhiều các xe. Đấy, hơn 200 đầu xe cơ. Các bác tha hồ đến mà lựa chọn. Và cảm ơn các bác cũng đã quan tâm và tin tưởng em Vũ Duy Auto. Đấy, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và cũng mong muốn là các bác đến với Vũ Duy Auto nhiều hơn nữa để mà mọi người có được những mẫu xe tuyệt vời. Đấy, xe rất là ngon, chạy bình thường các bác nhá. Con này đóng cao tốc 120 cây không phải hề hấn gì, xe rất là cứng luôn, đầm chắc. Đấy, các chức năng bình thường luôn. Đấy, xe rất là cứng và tươi. Đấy, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Đấy, kính điện lên xuống hết này, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn ok. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.